Câu 10. Tài nguyên nước là gì và phân bổ đại loại phân loại như thế nào? Nước là các yếu tố chủ yếu của hệ sinh thái, là nhu cầu của mọi sự sống trên trái đất và cần thiết cho các hoạt động kinh tế xã hội của loài người. Cùng với các dạng tài nguyên tự nhiên khác, tài nguyên nước là một trong bốn nguồn lực cơ bản để phát triển kinh tế xã hội, là đối tượng lao động và là yếu tố cấu thành của lực lượng sản xuất. Nước là tài nguyên tái tạo được. Sau một thời gian nhất định được dùng lại, nước là thành phần cấu tạo nên sinh quyển trong cơ thể sống, chiếm tỷ lệ lớn 70% khối lượng cơ thể trưởng thành. Nước tác động đến thạch quyển, khí quyển dần tới sự biến đổi của khí hậu thời tiết. Tài nguyên nước bao gồm nước trong khí quyển, nước mặt, nước dưới đất, nước biển và đại dương. Các nguồn nước hầu hết là tài nguyên tái tạo, nằm trong chu trình tuần hoàn của nước dưới các dạng mây, mưa, trong các vật thể chứa nước, sông, suối, hồ, đầm, ao. Nước dưới đất có áp và không có áp, ở tầng nông hay tầng sâu của đất đá, và nước ở các vùng biển và đại dương trên thế giới. Mặc dù lượng nước trên trái đất là khổng lồ, song lượng nước ngọt cho phép con người sử dụng chỉ chiếm một phần nhỏ bé dưới 1/100.000. Hơn nữa, sự phân bố của các nguồn nước ngọt lại không đều theo không gian và thời gian, càng khiến nước trở thành một dạng tài nguyên đặc biệt cần phải bảo vệ và sử dụng hợp lý. Hết câu 10.